Chào cả nhà đến kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình làm đây mình có chuối chiên, mình làm chuối chiên nha nhà. Có mua vịt bột chiên giòn này nha. Với mình có dây mít, mình chiên mít với chuối trong luôn nha. Hôm qua mình nói vẻ nhưng mà nó gớt nó giật nên nó hơi ngấy một chút. Mình xẻ nha cả nhà. Thơm trong còn ngon nha chứ. Không được thì mình qua mình thấy cái mút bên kia. Không được thì cá ăn. Không được thì nè, ngon lắm nha. Đây, mít vừa chín tới luôn á, tại vì mình hái nó gớt nó dập á nè. Dập ngoài da nè. 5 phân nữa, chưa phân nữa nha. Chờ cái chỗ hú cái này. Chỗ nào cũng vậy à. Mình lấy cúp này nha. Nhìn chiên cũng phân nữa thôi. Mít này nó vừa chín tới thì nó mềm, nó lấy gì nó giòn ngon nghe cả nhà. Còn để hơi chín quá thì nó hơi mềm, như là cái màu nó hơi lên. Cái này mà nó cũng vừa nó thang cái ớt tù trẻ ăn cái nữa nha. Chơi gì ngon hết chứ. Cái này nó hơi mềm rồi mẹ, hôm qua ăn rồi nó giòn á. Giòn mà giòn mình chiên không ngon nghe cả nhà. Nên mình để tới bữa nay thì mình ăn không thì nó không ngon. Lột hết thì để cho còn chiếc lạnh bên giường kìa. Nó không có ngủ luôn nha. Chiên con chiên mít nhờ con chiên chuối nó nhiều thấy nhiều quá nha. Đâu chiên hết đâu, chiên cái mớ thôi. Lụm hột nấu không. Đây để cái mâm nè, lột coi nha. Đây nè, muốn mít nè cả nhà. Ngon ghê ha. Vẫn còn ngon lắm nha. Đây. Mít ngon ghê. Mít này là ăn ngọt 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 như đường luôn á. Mít này là bao, mít này là bao ngon cả nhà. Mít này đem lên Sài Gòn ai cũng mê nè. Mít ăn lên đường. Mít ăn lên đường. Ăn lên đường luôn. Nó ngọt quá trời ngọt. Ai tiểu đường thì lên đường luôn nha. Nhà có hai cây mít nha. Nguyên vườn này mít Thái mà hai cây mít thì cây này nè. Cái màu thì nó dạng ươm như nè mà nó giòn. Còn cây kia thì cái nó màu hồng. Mít này là mít hải sản nè. Kinh Phú mít nông sản. Nông sản hải sản nữa. Ai biết mít gì mít hải sản. Mà biết vậy thôi. Không biết cái hộp kìa. Hồi nó mình gỡ lại. Gỡ lại nguyên hả? Mít này ăn mít hải sản. Hồi nó mình tiếp nha. Đây mít mình đã lột xong rồi nghe cả nhà. Chuẩn bị mình lột chuối nha. Chuối mình cũng sắc ra làm tư luôn. Mình chiên giống như mít luôn nha, mình không có ép như người ta bán ngoài chợ nha. Mình cũng sắc ra luôn. Chiên miếng gì luôn. Chuối này vừa chiên luôn nha. Để chung với mít luôn nha. Té đi. Chuối này có bánh tét ngon nha. Tết này mình gói bánh tét nha cả nhà. Đêm 29-30 gì đó mình gói bánh tét nha. Mình đừng thay bột con nữa nè. Mình thay cho hai bịch nha. Tại vì chuối với mít cũng nhiều rồi đó. Còn bịch chi bịch si cua nếu mà hiếu thì mình lấy nha. Đó. Giang chuyên nghiệp làm bánh chuối chiên rồi nè. Đi chào.
Mày hay quá. Lâu quá, xuống nhanh lên. Mình ví dụ mình làm có dư bột cũng sao nghe, chuối mít mình còn nhiều nha. Chia nhiều đem bán luôn. Chuối với chị nhiều ăn quá. Quá chị nhiều. Chuối có thể ăn hết nè. Còn chuối ví dụ mọi người ta đang lấy bột rồi đi quạt bà. Xong hai bịch bột chuẩn bị bên nước không hai. Quẹt cho là chuẩn bị mình chế nước vô mình quậy bột nha. Rồi đó thấy gì đồ rồi đó. Này nè. Thả gà vô. Khô. Nhắc khô nhưng mình thả gà. Rồi bột mình cũng pha xong cái nhà. Mình pha mình không có để đường cho nghe tại vì mít với chuối nó ngọt sẵn rồi nha. Chỉ cần pha bột thôi. Thì mình nhúng chuẩn bị mình chiên nha. Đấy. Nhúng nhiều nhiều đi. Mít chuyện ít ít thôi. Đây mình liều lượng nha. Liều lượng đủ mâm được rồi. Dạ. Này mình nhấn cũng phải hắn ở trong cái ruột bên trong nó cho nó đều chiên nó ngon cái nhỉ. Để nó bận, chỗ bận có bùa bột nó không? Đây mở ra lớn cho nó mau giòn bận. Đây còn này còn chiên mẻ nữa nha. Xong rồi cái mình qua mình chiên chuối. Vàng nha cái nhà. Vậy mình vớt ra được rồi đó. Mình bệnh này ra cho nó không ăn thấm. Vớt ra nghe cái nhà dùng đen. Mau dọn nha cái nhà. Sao mệt mẻ đầu nha. Mình thả mất vô đứa ra cái nhà. Mẻ này nữa rồi qua chân chuối nha. Giòn nè. Mình tan luôn đó nha. Mình pha bột thêm nha. Bột như bột mà mình pha thêm bịch bột nữa làm thêm chuối. Nó chắc lót đây luôn. Vớt mẻ hai ra nè nữa nè. Đây là chuối nè.
mâm mít là chiên ra mâm mít nhỏ, chiên ra mâm mít bự nha cả nhà. Chuẩn bị mình chiên chuối nha. Nãy vô đã gấp ra không được nữa. Đây chú nó lên nào mà nè cả nhà ơi. Mâm mít chiên. Nè có chi dùng lấy nha mà. Có gì mình tận dụng cái đó. Chuối nó giòn mình gấp ra nha cả nhà. Chuối nó dài hơn mít nha. Nó hai miếng vàng, nó miếng chuối chuối vàng lắm. Để trở vàng hơn chuối chuối ăn cho nó giòn nha. Thời gian ngon đó. Gắp ra từ từ đi. Chứ cũng giòn nó lắm nữa. Chiên chừng mẻ mẻ nữa rồi xong nghe cả nhà. Rớt ra luôn. Cái mâm này lấy cái này ra bớt để nó về thành quả là một mâm chuối nha. Còn như đây nó là bình chiên xong. Để cho nó giòn chút xíu, giòn rơm rớt luôn nha cái nhà. Vàng rồi mình vớt ra mình mời cả nhà ăn luôn nha. Mình phẩm xong nha cả nhà. Mời cả nhà ăn chú chiên mình nha cả nhà. Chú chiên mít chiên. Chào cả nhà nghe, chào chú chiên cả nhà ơi. Khang không muốn tấu nha. Chào bao giờ luôn cả nhà. Mà cả nhà không muốn mít nữa. Chào ăn rồi. Ăn mít cho mình cả nhà ơi, mít chiên cả nhà. Nóng. Thì nóng mới chiên ra mà không nóng. Ngọt quá cái này ngọt nó mềm nè khô ấy đâu ngồi rồi chuyện tàu lao mít tèm mít ngọt nè à, chuối nè chứ không phải mít thái. Đây mình cái nhà miếng chuối mình nghe bao giòn quá giòn ơi ơi nóng không nóng cho mít mình chiên trước thôi cả nhà. Mít tèm mít thái nhưng mà nó cái là nhân nghệ không vậy? Phải mít thái mít dân dân mình như vậy mình có làm gì trong năm chạy á mít gì trong năm chạy mít trong chạy không chạy mít thải sản mít thải sản công ty ở Bình Dương mít thải sản cơ ngoại có mở cái nhà ghế ấy ăn ruột hả nóng lắm á ăn mít chứ gì ngon cái gì ăn ruột hả thôi ăn ruột không chăng luôn ăn chân luôn ăn chân luôn
ăn ngọt ngọt khoái. Ăn cũng mít nè, ăn cái da, ăn ruột cho cái da. Cái ruột. Cái ruột. Mẹ ăn ruột cho tăng da cho. Đậu này lên thấy cưng ghê luôn à. Xanh này. Xanh vàng này. Đậu có bông rồi cả nhà ơi. Mình có con quạch ra. Bữa nữa thấy ăn tháng rồi hái. Dì hai ý về, dì hai ý rủ dì hai đi hái đậu hay. Ha. Ok đấy vô. Quá rồi. Ta hái nhiều à. Từ sao về rồi? Mùng 8 tới hái nhiều à. Nhiều lắm. Vì sao vậy hả? Bỏ hết từ ngày từ sáng hả? Từ sớm hả? Hóc hả? Năm nay gì trễ hơn năm rồi vậy? Đúng không? Không. Cả đó đó. Cả đó không? Cái đó dân hành nữa vậy? Không đâu hả? Gốc rau. Ừ. 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 Không cầm hả? Ngon lắm hả? Ngoài đó là mà ngoài ăn ruột cái tan da cho. Thì đó là ngoài ăn đi. Cái xăm mịn không? Ngon mấy? Ngon. Nhữ không? Ăn cũng lại hết luôn. Ăn hết. Mít này nè. Một ngày này dọn rồi ha. Mình gấp gấp nè ha. Chừa mít nữa không? Thế anh này ăn không? Mình đâu có ăn mít bên đó. Mình ăn nhạc mít với mình nha. Chuối mà. Giờ thách thức ba người ăn hết cái mâm này đi. Đi. Ăn thơm mà chiều nay kiếm hút uống nha. Chủ rồi. Con ăn hết trơn rồi. Mình không có ngoài. Mình không có đường cho mà còn ngọt gắt á. Ngọt gắt luôn. Tại mít nó ngọt. Cái da mình ăn chung với cái ruột nó là vừa đó. Ừ, ngọt cái tháo ra kìa. Bày hay quá. Ba bày hay á. Nói rồi không nhìn kỹ lên coi ai á. Mở bà có chú ăn không? Không. Nói giờ có mời không? Không mời ai ăn vô luôn. Rồi. Ham ăn, ý ham ăn mà. Trời ơi, trần dồn vô. Dồn vô dữ. Lúc này ăn nè. Trời ơi, ý nó ăn cái mỏ nó xấu kìa. Mà nó đi tả người ta. Nào trời cái mỏ. Con mở giống bà ngon giống bà cốc. Xấu không chết luôn mà đi tả người ta. Ui, ui. Ăn mà mắt trận trắng thôi. Móc cho nghe. Nhai cho đứt rồi hả nuốt hay chờ. Ăn miếng chuối rồi. Con nhà ăn cái miếng mít nó ngọt. Mà cái nhà ăn miếng chuối rồi. Nó là mà ngoài ăn chuối rồi ha. Mà nhà ăn chuối cho mình nha nhà. Hồi nãy chắc mình đi bán. Đây dọn rớp 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 đây. Cái này là mình chiên đầu tiên luôn đó mà còn dọn vậy đó. Đi qua xong mua mặn vậy. Cái này lá hả? Hay xèo xèo bánh đó. Sao bấm bông con ngại. Họ gớm gớm. À chuối nó ngọt bằng bánh ta. Ừ. Đã ăn chứ không cho uống nè. Ăn ai ăn mà uống là thua đó. Nên ý làm được đó ta. Thèm vậy. Nước nó ngọt. Hôm qua mới hái không chân cốc gọt răng. Rồi bởi vì thèm quá ăn không có nào mời ai luôn á. Cho bà con số miếng ruột á. Miếng da miếng ruột. Giòn tan giòn tan. Ở cái miếng mẹt cái miếng trong đây nó dẻo rồi nè. Miếng da không phải ruột nha con. Nó dẻo luôn. Giòn không? Không ruột. Ngon quá trời. Ngủ nhà của mình đi. Ngon nhé quá trời mẹ. Ngon quá trời mẹ. Đi lấy nước uống đi. Má ta gót sẵn lên đi đổ chân mà. Nhanh. Đổ rồi gót uống. Trong mà có chú ăn cái da không nè. Thôi đó. Ăn. Ăn vừa bỏ gì ai ăn. Vừa bỏ ăn đi. Tôi lấy là nó mà mở ba ăn. Nghĩ sao? Mở nó mà. Ăn hoài ăn hoài ăn gì nổi. Ăn miếng thôi chứ ăn hoài hả? Mà cái miếng này nó dẻo như phơi nắng. Chiên tới luôn ha. Ông nó. Chiên tới bao gói rồi. Bà tới luôn ha. Nước tự đi uống. Múc nước đây. Ai múc? Ăn thì uống nước trên hoa đó. Đồ ngọt đó. Ăn thôi đừng ăn đó.
nhiều hoa. Ăn như mình nữa nè cả nhà. Mít thôi nè. Đi lấy nước cho bà chị đi hai. Mút kêu vô ngọt hết chút. Một ít nước mê. Ăn hết mâm được rồi. Đừng ăn nhiều con, hết mâm thôi à. Hết nước mê ăn lại giờ ăn tí thế luôn. Ăn cái hộ quá. Bữa nay ăn là không có mời ai luôn mà. Ngon sẽ được không có. Hai cái cho quăng được. Đại đi chứ. Là cái miếng nào mà nó dẻo như nãy coi. Đây bạn. Dẻo là sao? Nó dẻo như cà phê khô vậy đó. Ngon hả? Vừa giòn mình ở ngoài giòn mà trong nó dẻo luôn á, nó thơm á. Mà ở nhà với mình tới. Mấy ngày nữa rồi mình kết thúc video nha cả nhà. Cái dầu nó tới trong rồi nó dẻo. Nhưng muốn khô á. Này dẻo dẻo nè. Mới hai quần nó thấy. Này là cho hàng xóm bớt. Ngon lắm bà, cho khoai dớn rồi. Cho chưa có người, cho chưa biết ăn gì nữa. Cho hàng xóm à. Nên chiều nay bưng vô đám cưới cho người ta. Chắc luôn. Nổi tiếng nhưng đi bán không kịp bán à. Mình kết thúc video nghe cả nhà. Cả nhà cứ mến kênh mình thì cho mình một like, đăng ký kênh luôn nha. Và đang có động lực làm tiếp nha. Cảm ơn cả nhà. Ba cả nhà. Ba cả nhà nha. Ba mà có ba chú. Có ba mà có chú ba nhập lại. Làm thấy ớn à. Ai làm lợi ý.